ăn được không? Ăn nó tạm mấy? Ăn cái mua thì nhà mới dạ cho mấy bạc vàng mà. Còn nhẹ mình chơi luôn. Làm ngồi cho anh nhẹ. Đầu lượng ngá em ấy, nhà đang lượng bận được lên. Còn ngá ngá. Oh, this is a very nice Cambodian cake, pancake. The ingredient is easy, just rice flour. Bean sprouts, corn and shrimp. Then herbs is very important. Very nice.